tại bây giờ trong khu chuồng này là có trên dưới 30 con rắn hổ mang chúa. Chú đi ạ. Được chưa? Ui. Ồ, nó thật. Rắn hổ mang chúa. Nó có thể phóng phóng lên đây không anh? Về phóng được. Về lý thuyết thì nó trong quá trình nó mổ mồi là nó phun được cái chất độc của nó. Hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Độc Lạ Bình Dương. Hôm nay mình sẽ dẫn cả nhà đến một cái điểm rất là thú vị, đó là trại tị nạn của rắn hổ mang chúa. Mình nói vui thôi, thực sự đây là cái trung tâm cứu hộ động vật hoang dã đặt tại Hà Nội. Trong này đang nuôi giữ hơn 30 con rắn hổ mang chúa. Số rắn này được công an các tỉnh thành thu giữ từ các nhà hàng quán nhậu, từ các điểm nuôi nhốt trái phép đưa về đây. Các bạn biết không, dự định sắp tới số rắn này sẽ được thả về với tự nhiên. Được chưa? Ui, thốt lên sao? Được chưa? Em chưa nhìn. Ôi, nó đang ra ngoài này. Ui. Ui quá. Câu nói là con gì anh? Rắn hổ mang chúa. Ở đây là có 30 con rắn hổ mang chúa. Bây giờ ở Việt Nam mình cái con gì cũng được gọi vào là hữu rừng hết. Nấu cầu rắn à? Trung tâm hiện tại thả rất nhiều cái rắn chúa này về môi trường tự nhiên. À vậy hả? Thường là thả ở đâu ạ? Thả ở Quảng Ninh này. Dạ. Thả ở Hương Sơn Hà Tây này. Đấy. Thả về Vĩnh Phúc này. Năm nay thả con nào chưa anh? Năm nay thả rồi, năm nay thả mấy con? Thả 15 con về đảo Ba Mùn máy đảo Ba Mùn ở Quảng Ninh. À, thả nhiều rồi nha các bạn. Thả nhiều lắm, vừa thả hai con to lắm, hai con 30 cân. À, hai con 30 cân. Như vậy, số rắn hổ mang chúa này rất là hạnh phúc, sắp tới chúng sẽ được thả về với tự nhiên. Tuy nhiên các bạn biết không, theo tìm hiểu của mình á, tại cái trung tâm cứu hộ động vật hoang dã này á, có một số loài động vật rất là bất hạnh. Chúng vĩnh viễn bị giam cầm trong những chiếc chuồng sắt. Chúng không thể trở lại với rừng được. Nguyên nhân là vì sao? Là vì chúng bị nuôi nhốt quá lâu. Bây giờ nếu thả chúng về rừng á, thì chúng không thể tự tìm thức ăn được. Chúng chỉ có chết đói mà thôi. Một trong những loài động vật có số phận bất hạnh như vậy ở đất Việt Nam này, đó chính là loài gấu. Đây là chuồng gấu à anh? Wow. Wow. Đây có phải là gấu ngựa không anh? Dạ. Trời, anh lấy tay anh làm dễ thương ha. Mấy lỗ gấu này giờ đâu có thể thả về tự nhiên được anh ha. Chưa mà anh chưa đi thả về tự nhiên bao giờ. À, dễ thương quá. Con sâu nhé, con cào tay nữa. Dạ, cào tay. Thích nước hả anh? Vâng. Nó tắm mà. À, nó tắm, đang tắm đó. Gấu. Gấu.
đây là gấu ngựa. Dễ thương quá ha. Em chỉ hơi hôi thôi. Hơi hôi thôi thì mà dễ thương nhưng mà đẹp ha. À, có võng luôn nè. Trời ơi, vui quá à. Ô, một chú gấu đang nằm võng nè. Đây, nó đang nằm trên võng. Đây phải. Nó không ngủ ở dưới được hả anh? Phải nằm. À, tối ngủ trên võng. Ồ, giống bộ đồ trong rừng quá ha. Trời ơi, nằm. Mấy con này chắc nó mắc bản năng hoang dã hết anh ha. Hầu như những cái gấu này là đều tiếp nhận ở các chủ trang trại. Dạ. Không đủ giấy phép, không đủ giấy phép kinh doanh, cái giấy phép nuôi. Dạ. Do vậy mà không đủ giấy phép và không đủ điều kiện nuôi nhốt. Dạ. Do vậy là các anh kiểm lâm công an và kiểm tra là có là. Dạ. Dạ. Bây giờ bỏ nó về rừng nó đâu tự tìm thức ăn được đâu. Bỏ về rừng là khó. Dạ. Hầu hết người ta nuôi chắc lấy mặt anh ha. Chắc là người ta nuôi lấy mặt thôi chứ còn nếu mà người ta nuôi không thì chắc người ta chả nuôi. Chúng ta đang đối diện một cái khái niệm đấy là dừng lại. Hầu hết các cái vườn quốc gia chúng ta đi vào, chúng ta nghe một cái âm thanh tĩnh lặng, không còn một cái gì ở trong đấy. Rất là nhiều khách du lịch hay rất là nhiều người Việt Nam vẫn nghĩ rằng là ở trong rừng Việt Nam đấy còn nhiều lắm, còn đủ một thứ. Nhưng chúng ta đi vào trong đấy, chúng ta có thể như lúc trước tôi đã nói là đặt 200-300 cái bẫy ảnh trong vòng hơn một năm nay ghi nhận được thực sự bao nhiêu cá thể của con gà còn lại ở vùng mát, bao nhiêu cái cá thể gấu, mấy trăm mấy nghìn cá thể gấu ở trong chuồng nuôi, trong khi đó cả cái vườn quốc gia vùng mát trước đây rất là nhiều, bây giờ chuồng chuồng hai cái bẫy sao la trước đây cũng rất là nhiều và bây giờ chúng ta sao la thì trước bao giờ là nhiều cả, nhưng trước đây cũng đã chuồng chuồng bẫy ảnh rồi và bây giờ bao nhiêu cái nỗ lực cuối cùng cũng chẳng tìm được cái gì cả. Và lúc đấy cái cảm giác của mình rất là đau. Bởi vì là dù có ai giàu bao nhiêu, dù anh Mạnh sau này có trở thành thủ tướng ở Việt Nam chẳng hạn, thì anh Mạnh không bao giờ có thể mang lại cái con dê rác lại Việt Nam. Cái con dê rác là sự sống nữa. Nó mất. Và cái mất đấy là mất vĩnh viễn. Có thể những cái người người ta chưa bao giờ được tiếp xúc đến, là tôi chưa cảm nhận được cái nỗi đau của cái sự mất đấy. Những cái mất đấy, đấy là mất vĩnh viễn, mất không bao giờ có thể phục hồi lại được. Nó giống như chúng ta mất một cái người thân nào đấy, cái người đấy có sống sót lại được không? Không bao giờ.